trước khi bắt đầu video, hiện tại số người đăng ký cho mình là 20,5%, còn lại 79,8% là chưa đăng ký. Các bạn cố gắng giúp mình đăng ký cho kênh của mình để cho mình có động lực ra video nhiều nha. Bây giờ vào video chính thôi. Hello, xin chào các bạn đến với Dâu Hải TV. Hôm nay có club mới là LOLBOMB. Các bạn chỉ cần 925 slap thối là lấy được rồi. Tính năng của club này là hình đại diện của bạn sẽ bắt đầu nhấp nháy màu đỏ và sau vài giây, bạn sẽ phát nổ và chết. Hơn nữa, nếu bạn chết theo bất kỳ cách nào, sau khi phát nổ, cơ thể của bạn sẽ chia thành các bộ phận cơ thể, mỗi bộ phận sẽ phát nổ riêng lẻ, những vụ nổ này sẽ gây choáng váng cho bất kỳ người chơi nào trong bán kính của họ. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ đăng ký và like share. Tiện thể cảm ơn các bạn giúp mình đạt 600 người đăng ký. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.